Rồi, chào anh em, chúc anh em có một ngày mới vui vẻ ha. Lúa sắp chín mà mưa quá các bạn ơi. Rầu thiệt là rầu. Đây, cho các bạn coi có ai đã làm giống như mình chưa. Bó lại để nó ngã uổng các bạn. Siêu siêu một lỗ rồi. Đây. Đây cho các bạn coi là nước trên ruộng hiện tại là nó ngập gì đó các bạn. Bây giờ phải đặt máy bơm ra các bạn. Hy vọng là sau cơn mưa trời lại sáng các bạn ơi. Rồi mình đi bục lúa tiếp đi anh em ơi.